Chào các em, hôm nay cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 4, trang 47, sách giáo khoa sinh học 9, đề bài như sau. Một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau. A, T, G, X, T, A, G, T, X. Hãy viết đoạn mạch đơn bổ sung với nó. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy xem lại nội dung bài 15. ADN, sách giáo khoa sinh học 9, trang 45. Như các em đã biết, ADN là một chuỗi sắn kép gồm hai mạch liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung. A liên kết với T, G liên kết với X. Dựa vào kiến thức đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào lời giải chi tiết. Đoạn mạch gốc ban đầu có trình tự như sau. A, T, G, X. T, A, G, T, X. Như vậy, theo nguyên tắc bổ sung, thì mạch bổ sung của nó sẽ có trình tự T, A, X, G, A, T, X, A, G. Như vậy, cô cùng với các em đã hoàn thành xong câu hỏi số 4, trang 47, sách giáo khoa sinh học 9.